Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn những câu chuyện bí ẩn về tam giác quỷ Bermuda khiến ai nghe cũng phải dựng tóc gáy. Vùng biển này là nỗi ám ảnh của các tàu đi qua, một đi không trở lại. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Tam giác quỷ Bermuda là một trong những nơi bí ẩn nhất trên hành tinh, nằm ngoài khơi bờ biển đông nam của Hoa Kỳ ở Đại Tây Dương. Giữa Bermuda, Florida và Puerto Rico, nơi đây trở thành trung tâm của những bí ẩn chưa được giải đáp. Có diện tích hơn 700 km, tam giác quỷ Bermuda là một phần của tuyến đường vận tải biển bận rộn nhất trên thế giới, với một số tàu trên đường tới Mỹ, châu Âu và Caribe qua mỗi ngày. Trong nhiều thế kỷ, một số lượng tàu lớn và máy bay được báo cáo đã biến mất một cách bí ẩn trong khu vực này, còn bị đổ lỗi cho sự biến mất của hàng ngàn người trong nhiều thập kỷ qua. Những câu chuyện xung quanh tam giác quỷ Bermuda bắt đầu từ thời Columbus, nhưng nó được đặc biệt chú ý từ thế kỷ 20 khi tàu chở hàng của Hải quân USS Cyclops với hơn 300 người trên tàu bị mất tích trong khu vực này. Mặc dù không có lý thuyết nào được chứng minh cho bí ẩn của tam giác quỷ Bermuda, các vụ tai nạn vẫn tiếp tục xảy ra tại đây hàng năm. Dưới đây là danh sách những câu chuyện được chú ý nhất về sự mất tích hoặc những bí ẩn chưa được giải đáp về tai nạn tàu trong tam giác quỷ. Mary Celeste. Đây là một trong những câu chuyện bí ẩn nhất về các vụ đắm tàu, con tàu bị mắc kẹt trên biển sau khi bắt đầu hành trình từ New York đến Genova, Ý, có 7 thành viên thủy thủ đoàn cùng thuyền trưởng Benjamin Brick, vợ và con gái 2 tuổi của ông ở trên tàu. Tại thời điểm này, con tàu chứa đầy rượu. Nhưng vào tháng 12 năm 1872, một con tàu của Anh đã tìm thấy Mary Celeste ngoài khơi quần đảo Azores gần tam giác quỷ với mọi thứ hầu như nguyên vẹn, ngoại trừ toàn bộ thủy thủ đoàn đã biến mất cùng với con thuyền cứu sinh. Các nghiên cứu về con tàu loại trừ khả năng về một cuộc tấn công của bọn cướp biển vì mọi thứ trên con tàu này bao gồm các thùng rượu mà nó đang vận chuyển và đồ đạc có giá trị của thủy thủ đoàn vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều giả thiết cho rằng đây là một âm mưu tội phạm, vụ bắt cóc của người ngoài hành tinh và thậm chí là cuộc tấn công của một con mực khổng lồ. Đến nay, người ta vẫn chưa giải thích được tại sao một nhóm thủy thủ đoàn hoàn toàn lành nghề vào một ngày thời tiết tốt với con tàu của họ hoàn toàn không bị hỏng hóc, tự nhiên lại biến mất. Ellen Austin, đây là một trong những bí ẩn liên quan đến tam giác quỷ đáng sợ này. Vào năm 1881, Ellen Austin dài 64 mét đang trên đường từ London đến New York và tiến gần tam giác quỷ Bermuda thì phát hiện ra một con tàu không người lái đang trôi dạt phía trước. Thuyền trưởng Baker của Ellen Austin yêu cầu quan sát kỹ con tàu vô chủ này trong 2 ngày để đảm bảo đây không phải là một cái bẫy của bọn cướp biển. Sau đó, ông cùng thủy thủ đoàn của mình vào trong con tàu bị rơi và tìm một lô hàng được đóng gói cẩn thận, nhưng không tìm thấy dấu vết của thủy thủ đoàn. Ý định của thuyền trưởng là kéo con tàu này đi theo Ellen Austin. Do vậy, ông đã cử một nhóm thủy thủ đoàn sang để điều khiển tàu. Nhưng sau đó vài ngày, khi cả hai đang di chuyển trên vùng biển yên tĩnh, con tàu vô chủ tự nhiên tách ra và đột ngột biến mất. Một tuần sau, thuyền trưởng Baker lại tình cờ phát hiện ra con tàu đang trôi dạt phía xa một cách vô vọng một lần nữa. Sau nhiều giờ nỗ lực, Ellen Austin đuổi kịp con tàu và bàng hoàng phát hiện ra nhóm thủy thủ đoàn của ông đã mất tích. Những nỗ lực để đưa con tàu trở về với đất liền lại kết thúc với số phận tương tự như trước. Người ta cho rằng con tàu bị nguyền rủa. Nhiều báo cáo cho thấy con tàu vô chủ được thay đổi thủy thủ đoàn nhiều lần và lần nào nó cũng xuất hiện trống rỗng với sự mất tích của toàn bộ thủy thủ đoàn. Đây đã trở thành một bí ẩn của tam giác quỷ Bermuda, một câu chuyện dường như không có cơ hội được làm sáng tỏ. USS Cyclops
Sự biến mất của USS Cyclops là một trong những con tàu chở nhiên liệu lớn nhất của Navy, đánh dấu sự mất mát lớn nhất trong lịch sử của Hải quân Hoa Kỳ. Vào năm 1918, con tàu khổng lồ này đã lên đường từ Brazil đến Baltimore qua khu vực Bermuda, mang theo 10.800 tấn quặng manga với khoảng 309 thuyền thủy trên tàu. Khởi hành vào một ngày thời tiết khá tốt, tin nhắn đầu tiên và duy nhất gửi từ tàu cho thấy một khởi đầu không hề rắc rối nào. Tuy nhiên, ngay sau đó người ta không hề nghe được bất kỳ tin tức nào từ tàu USS Cyclops nữa. Các trung tâm tìm kiếm cứu hộ đã rà soát toàn bộ khu vực nhưng không hề tìm thấy được chút manh mối nào. Không có phần còn lại của con tàu hoặc bất kỳ thủy thủ đoàn nào trên tàu được tìm thấy. Thuyền trưởng của USS Cyclops chưa hề gửi tín hiệu cấp cứu và không ai trên tàu trả lời các cuộc gọi vô tuyến từ các con tàu khác trong vùng lân cận. Các nhà điều tra hải quân cũng không tìm thấy nguyên nhân rõ ràng cho sự biến mất của con tàu USS Cyclops. Sự mất tích vô cùng bí ẩn của Cyclops đã lọt vào danh sách hơn 100 tàu và máy bay biến mất một cách kỳ lạ ở tam giác quỷ Bermuda. Sejus Dezing là một trong những bí ẩn hàng hải được viết nhiều nhất trong thế kỷ 20 do bí ẩn hoàn toàn xung quanh sự mất tích của nó. Vào tháng 1 năm 1921, Sejus Dezing đã bị mắc kẹt trên những tảng đá nguy hiểm ở phía bắc Carolina khi đội cứu hộ của Barbados đến tàu sau nhiều ngày nỗ lực ở vùng biển đầy trắc trở. Thứ họ tìm thấy là một con tàu bỏ hoang với tất cả các thủy thủ đoàn bị mất tích, cùng với đồ đạc cá nhân của họ, thiết bị điều hướng tàu, sổ nhật ký và bè cứu sinh. Whitcraft. Vào tháng 12 năm 1967, một du thuyền có tên Whitcraft rời khỏi Miami cùng với thuyền trưởng Bierzak và Hogan. Cuộc hành trình của Whitcraft phát hiện tín hiệu gặp nạn, họ thấy vùng biển trống không, không có dấu hiệu của bất kỳ con tàu nào bị mắc kẹt hoặc thậm chí có mặt tại đây trước đó. Điều kỳ lạ nhất trong câu chuyện này là Whitcraft là một con tàu hiện đại. Nó có rất nhiều thiết bị cứu sinh, bao gồm áo phao, xuồng cứu sinh, pháo sáng, thiết bị báo hiệu sự cố, nhưng chúng không hề được sử dụng và con tàu đã đột ngột biến mất hoàn toàn. Cơ quan chức năng bảo vệ bờ biển đã tìm kiếm hàng trăm km trên đại dương trong vài tuần liền nhưng đã không thành công. Cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu gì về con tàu này được tìm thấy và những gì còn lại chỉ là suy đoán cùng với nhiều giả thiết khác nhau. Video đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.